tao biết tao không chữ. Nó bộ ông khùng hay gì mà ông đi tắm xong ông ca rồi lên nói chị Năm nói ơi ca thời gian đi mà người ca đặng luyện lại mà, mấy anh ơi luyện luyện võ công luyện rồi ha để quên hết trơn à mình không luyện quên hết trơn à đúng rồi mà đi chơi rồi mình quên cái lại người ta ừ. Yêu cầu mình ca bản đó mình ca không thuộc nó lại người ta thiệt đó ừ. Đám dỗ cũng vẫn là ta cũng vẫn yêu cầu mình nữa ừ. đám cưới ca còn nhiều nữa ừ. Tôi cũng có ca micho rồi micho các nhà bằng heo quay về cũng ca micho rồi ừ. Ca micho thì mình đâu ca chữ ừ. Chỉ là mình thuộc bài bản ca thôi à còn ca siêu mỏng mới ca chữ siêu mỏng mới chữ mà đàn cũng có luôn ta cũng muốn dàn đàn luôn nhưng không có đâu có nhạc công á ừ. Đó là ca cổ nhiều ca nhạc thì ít rồi hổng gài à, chú về đây ở xóm này có ai bàn tán vụ chú có muốn cưới xin bà nữa không thì cũng chị Sáu của ta lui chị cũng nói chị nói thấy cái bà này cũng được ừ. Chị nói ý chị Sáu nói là à, bữa nào rước bà về đây ngủ với cậu Út đêm đi ừ. Nói, sợ anh không chịu ngủ á ừ. Nói vậy tôi cũng cảm ơn yeah. Mà sợ mà cô Út không có chịu ngủ á ừ. Chưa đâu chưa ngủ đêm thì cũng ấm nhà ấm cửa đúng rồi mà ngặt cái mà quan trọng là phải bố Út phải chịu nữa mới được ừ. Út miền Tây phải chịu mới được Út miền Tây chịu ngủ ừ. Chứ... chị nói cũng như chị em mình bàn đó nói ừ. Sao không chịu ngủ ừ. Nó ngủ thì nó đậm đà thấm thiết ừ. Rồi còn không ngủ thì nào cứ về hết ngủ mà theo như Út ơi Út miền Tây chịu ngủ rồi chú Phanh phái không rồi chịu ngủ rồi cho ngủ rồi cũng bình thường cơm nước nào nấu thì mình cũng thích chứ đâu có gì đâu lo lắng ăn rồi lo lắng giờ lớn tuổi rồi mình nói mình ham muốn người ta từ ê. Lớn tuổi rồi có người để về nương dựa cho mình tương chữa bồ bạn để tâm sự bồ bạn tâm sự lo lắng cho nhau chứ đã nghĩ gì đâu nghĩ gì đâu nghĩ còn gì. Cái chuyện đó thì chuyện đó trời cho rồi thì ai cũng phải vậy đó bây giờ ai nói ai giờ bây giờ thấy đại giờ nói chung ra thấy bình thường chú Phanh đây có cái cặp đó bảy mấy tuổi người ta vẫn làm đám cưới hoành tráng đàng hoàng ừ. Vẫn ừ. Đưa rước dâu đi về nhà chồng đàng hoàng nghe chứ không phải vẫn chơi có. Đâu cái đó là đại giờ thoáng rồi người ta vậy chứ người ta cũng là người ta cũng danh dự mà thấy mấy người đó vậy mà là lâu già đó chứ anh ừ. Tại vì đầu óc người ta là nghĩ vui ừ. Không có nghĩ gì hết mà ta ăn uống còn bổ hơn mình nữa ừ. Bởi vì ta lâu già mà ta mạnh giỏi nữa ít cái đau ốm đại giờ vui đi chú Phanh đây vui hơn hồi xưa nhiều vui đi bộ mà. Không có ý nói vui là trời tự đầu óc mình suy nghĩ á vui vẻ sống cho nó thoáng cho nó vui vẻ đi là nó không già lâu già còn mà cứ mà tối ngày mà ấy gọi nó mau già lắm buồn gầu thì sinh ra bệnh tật rồi không có đầu óc cho trí óc nó không mở mang nữa rồi vì mấy người đó khó lắm giờ chỉ vui đi ta phải vui người ta người ta phải có can đảm rồi bữa nào chỗ kia bữa nào ra thúc nốt rủ bốt hai người đi uống trà sữa hay ăn kem vậy đó đó là bình thường tâm sự lòi chim biển trà sữa kem gì cũng được món nào mình cũng ăn kem chừng ăn sướng hơn trà sữa kem nó béo chú Phanh thích ăn kem ha thích ăn kem mà ý của Út trà sữa mình cũng uống trà sữa luôn uống thêm hợp, ha cho nó hợp lại cái đó là coi như là chú Phanh thì chiều người yêu em uống gì anh uống nấy vậy đi cũng sướng rồi không ai buồn ai nữa trà sữa nó có chân châu để mời mốt còn kiếm người yêu nói em ơi đi uống trà sữa hỏi anh uống gì em uống gì anh uống nấy mình phải chiều theo người yêu mới được người yêu mới thương chuyện đó thì mình phải lo rồi đàn ông phải chiều phụ nữ thì hôm nay mấy anh em vô tâm sự vui nghe cô chú anh chị em thì nên cô chú anh chị em nào xem cái này những cái clip này thì để cho xem vui và giải trí trong những ngày cô chú anh em lao động mình nhọc đó thì mình mở cái điện thoại lên mình coi mình xem giải trí cho nó đỡ buồn đó thì mấy anh em có thương hai anh em thì cho một đăng ký một like một lượt chia sẻ nha đó, thì bữa nay thì hai anh em đi với ông thợ cắt nhà nè là đây là các chào chú mọi người đây là cũng mới bắt tập sự vô làm YouTube thì sẵn đây thì có cô chú anh em nào thì ủng hộ cho em Tâm nha.
Em Tâm làm là Tâm sông nước vui vẻ, bắt tước tiếng lấy chữ vui vẻ nha. Tâm miền Tây vui vẻ. Tâm miền Tây vui vẻ. Thì có qua xem thì ủng hộ cho Tâm. Đây là thợ cắt nhà cho Tiến. Anh em mà không gài thì không có căn nhà nào để cắt hết. Nên anh rủ Tâm làm YouTube đi quay cho vui. Mọi người có coi xem được video của anh em thì nhớ cho anh em một like, một lượt chia sẻ, nhớ nhấn chuông thông báo ủng hộ để ủng hộ anh em Tâm, cô chú anh chị các bạn. Hôm nay anh em Tâm vô tâm sự cho chơi với chú Thanh, chú Khanh nè. Chú Khanh. Thì chú không gài chú cũng vắng người yêu nè, chứ sợ cũng sợ chú buồn, anh em vô đây tâm sự với chú cho chú đỡ buồn. Mình thấy chú sống cũng thoải mái vô tư này của chú anh chị bạn. Vui vẻ đẻ ra tiền chú ơi ha. Đời mình cũng biết, cũng học hỏi biết chuyện chứ. Nói chung ra lâu lâu cách ngày hai ngày vô thăm chú Phanh trò chuyện. Thứ nhất là đăng lên cho cô chú anh chị em xem cho vui. Thứ hai nữa là cũng có lợi là cho chú Phanh khoe phỏa. Thì chú Phanh ở đây có một mình hả, thì cũng không ai trò chuyện với chú Phanh hết thì cũng rất là buồn đó. Chú có thường ở nhà không hay là có khi cũng đi chợ uống cà phê, cái mua cá mua khô gì ăn. Nhưng mà chưa thì cũng thường ở nhà ha. Chưa thường ở nhà. Đi dắt sáng dắt chiều ít đi lắm, dắt chiều mua đồ ăn nó kém lắm. Ở đây mình lội ra chợ xa không chú Anh? Đi ra thành phố ấp Phước Lộc thì 2 cây số. Nó bộ đi à? Đi bộ, đây đâu có đi xe, đi xe cũng được mà. Chú đi bộ cũng giỏi quá ha. Đi bộ nào giờ đi khắp nơi rồi. Ôm môn thốc nốt. Đi khắp 4 vùng chiến thực chưa? Cần Thơ thì cũng có đi nuôi bệnh viện chứ nữa. Cần Thơ đi xe chứ đi bộ, đi bộ lâu lắm, đi bộ là vất vả lắm. 50-60 cây số gì đó của cờ đỏ xuống dưới 50-60 cây. Có ông môn á xuống dưới có cũng 20 hay mấy cây à, còn ông môn mà lên cờ đỏ thì xa hơn Cần Thơ, xa hơn Thơ cũng hai mấy cây, mà nó xa hơn vài cây số. Tôi đi xe buýt đó giờ đi biết bao nhiêu lần rồi, xe buýt ở cờ đỏ về ông môn thấy like ai xuống like xuống rồi đi xe buýt thời gian rồi xe buýt ế khách nghỉ luôn rồi. Quý ba hôm nay người khách không có đâu chạy nữa. Bữa hổm về có xin số điện thoại thứ mốt không chú Anh? Không có xin. Sao ạ? Nhưng mà mình, trời không có biết mà bắt máy rồi mình không có xin cái đó mình. Em xin để chứ điện liên lạc đâu. Chú Anh trong thời gian mà buồn nè, điện với tâm sự nhau với phần mình muốn quen một người đó thì mình phải nói chuyện tiếp xúc, nặng hiểu nhau hơn. Chứ chú Anh mà không nói chuyện rồi sao biết tính tình người đó rồi sao? Bữa nào ha mà trên trước thổi bữa nào xin ha, mất mát gì đâu. Còn mình còn sống lâu mà nào mình không còn sống nữa thì bữa nào chiều á thì Thím Út mới ở không, tại bằng ngày Thím Út đi bán số thì bữa nào chiều có khoảng chừng 5 giờ á điện kêu Tâm chạy vô rước chú hay ra ha. Bữa nào đi đó rồi lên thúc nốt. Cho chú Phanh với Thím Út gắt ra quán cà phê đó. Cái ngồi uống phê ngồi tâm sự đâu. Tâm sự lòi chim biển. Cho nó có cái tình cảm nó khắn khích, nó sâu đậm hơn chút nữa. Chứ giờ mình quen nhau, mình thương nhau, bây giờ chú Phanh nói là giờ chú Phanh thương Thím Út mà chú Phanh không tiếp xúc, không nói chuyện, cũng như là mình nói chuyện là để cho cởi mở nhau, cho hiểu nhau hơn mới đến nhau được. Chứ giờ lỡ đến với nhau rồi vài bữa rồi tính tình này nọ rồi không hiểu rồi chia tay nữa thì nó lại buồn nữa. Nó phải suy nghĩ cho kỹ, vô với phần mình phải tìm hiểu đó. Trước khi mình đến nhau mình phải tìm hiểu. Bữa nào thì điện kêu Tâm là rước chú vô ha. Về cái thằng Tâm đưa về. Đó. Bữa nào đi. Chiều á, mát mát trời đó, cái dắt Linh uống nốt ngồi uống một phê con rồi. Con cũng chạy vô chú cũng gần mà. Gần rủi. Đâu có xa đâu. Chạy đâu cũng tới à, mình đừng có ái ngại. Tôi đi bộ mà tôi còn không ái ngại mà chạy xe mà ái ngại nữa. Con ngoài thơm gom nè. Ở thơm gom. Đây đó gần. Gần. Cái xe này tới rồi. 10 cây số à. 10 phút tới rồi. Đi xe nhấp nháy. 10 phút, 15 phút.
Thì anh em nhiệt tình, tôi cũng cảm ơn. Dạ. Cái đời mà sống, cái đời trai gái mà vậy chứ cũng khó lắm. Mình chỉ là cưới nhau rồi là mình cũng tích cực để mình làm, vừa bụng vợ con cũng thương yêu, mình cũng vậy cũng chiều chuộng. Mà nói chung rồi bây giờ con nói một câu rất là đơn giản là chú Khanh phải bỏ nhậu, là bớt nhậu lại, không phải là bỏ đứt luôn mà bớt lại, giảm lại giới tí. Hồi đó là mình nhậu là 10 phần, bây giờ mình bớt từ từ là còn 5 phần, 3 phần, 2 phần, rồi khi nào đó thì lâu lâu thì nhậu chút đỉnh vui, hay đám tiệc đó thì mình nhậu vui, chứ nhậu nhiều cũng không tốt cho sức khỏe. Phải rồi. Nó thì mọi người yêu quý chú rồi, chứ không có những người chú phải chịu khó đi làm, đi bán số kiếm sống, nặng nuôi trước mắt là nuôi bản thân chú nè, rồi vợ chú nè, đó rồi đang mình có cái đồng tiền đang xài trong hàng ngày. Nếu chứ bây giờ chú Khanh ăn ở không mà nhậu nhẹt như vậy là tiền ở đâu có. Mà mà chú con nói chú Khanh nè, ví dụ chú không tiền đi, chú đâu có nhậu mồi gì đâu, chỉ là lít rượu hay là chai cốc chai ổi thì chú Khanh nhậu đi đâu ngon đâu. Không ngon. Đó, mình có tiền nè, cái anh ra ngoài anh mua cái đùi gà đó, cái mình làm xị đó, lâu lâu cái mình làm xị vậy đó, thì nó có để giãn gân giãn cốt, mình thư giãn thì được, chứ đừng có nhậu hoài, mà nhậu hoài không có màu màng, chứ có màu bệnh nữa. Thì nên mình... con phiên chú là bớt nhậu đi rồi chịu khó, bây giờ không có làm ăn gì được thì kiếm cái công việc gì nhẹ nhẹ để kiếm sống qua ngày. Lại ở đây chú ở con mình nè, chú nhậu xỉn đi khi bệnh hoạn rồi cái không có người người ta hay biết cái chăm sóc chú này kia cái nọ đó. Nó cũng khó lắm. Dạ, nó cũng khó lắm. Tới mà nửa đêm mà có cái chuyện gì tới chừng người ta hay được chú bự rồi đó. Hiện giờ là rồi. Đang ba mấy 40 kg mà tới người ta hay được là chú lên các gần 100 kg đó. Lúc đó là cứng đơ rồi, cho phi ra bự rồi. Lúc đó là 7-80 kg à. 7-80 kg không nổi rồi. Ký nó nhiều rồi, cho phi ra ký nó nhiều nặng hơn nữa. Nên chú giảm việc nhậu lại đi. Đó, đừng nhậu nữa. Chắc ngày chiều nào cũng vô sĩ về cho dễ ngủ hay sao chú? Không có, chứ mấy ngày nghỉ tôi không nhậu nhặt gì đâu. Chắc ăn này nghỉ đi. Nghỉ cho đâu nhậu gì đâu. Anh em không giờ có giờ đấy chú còn nhậu, chú con bây giờ nè, con thiệt chú là có khi là một tháng con không có miếng nữa đó, có khi một tháng rồi con hết, chứ 3 tháng 4 tháng cái con chưa có gớm miếng rượu nữa. Anh em không có nghiện mà đâu có uống gì được. Anh em còn lo tại vì cái công việc con hàng ngày là con đi 6 giờ sáng đến 7-8 giờ đêm con mới về, coi như cà phê con còn không được rảnh mà để ngồi uống nữa đó. Tại vì mình còn trẻ thì mình phải biết lao động, rồi sau này cái tuổi về già thì mình để mằng chi, mằng để về già mình có tiền mình hưởng thụ đó, tại vì già mằng đâu nổi đâu, mà cũng không ai mướn đó, nghèo cái là khổ lắm, rồi không có tiền lo cho vợ cho con nè, bởi vậy còn trẻ còn phải gắng bư vào để hưởng về tuổi già sức yếu. Còn thấy gì cứ còn cực lắm chứ không có sung sướng đâu. Bây giờ tối ngày chú ơi, tối ngày vậy đó. Mà em đi hết chỗ này tới chỗ kia. Cà phê mà chiều người ta làm cho tí, người ta làm những công việc khác thì sáng đi 7 giờ làm tới 5 giờ về, rồi ăn cơm nước rồi cái người ta ra quán ta ngồi uống cà phê thư giãn phải không? Còn con không có đâu. 6 7 giờ con đi. 7 8 giờ đêm mới về, tới 12 giờ đêm mới ngủ. Vậy đó. Cực lắm. Đi ngắm cảnh rồi đi. Thì hôm nay vô tâm sự chú Phanh, quay cuộc sống hàng ngày, chia sẻ lên cho cô chú anh chị em xem cho vui giải trí. Thì cô chú anh chị em nào có thương Tiến thì cho Tiến một like, một lượt chia sẻ, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Tiến nha. Thì Tiến thì làm 2 kênh, và kênh Tiến Sông Nước Vui Vẻ là để quay những cái vui vui, nói chung là quay cái gì vui vui hay sầm sàm nhá, cho cô chú anh chị em xem cho đỡ buồn. Còn kênh mà Hồ Tiến TV thì cái kênh đó thì Tiến làm thiện nguyện có nha cô chú anh chị em, mà cái kênh đó là Tiến nói chung là Tiến thích đi làm thiện nguyện, nhưng bây giờ kinh phí mà để đi làm thiện nguyện á thì nó cũng hơi eo hẹp, nên cô chú anh chị em thông cảm cho Tiến nha. Thì Tiến cũng vẫn quay
mà đăng ít lại, tại vì đăng nhiều quá thì cũng không ai giúp đỡ, nên với phần cái tiền mà để mà đi làm thiện nguyện nó cũng không có được nhiều nữa, nên Tiến giảm để bớt, nên cô chú anh chị em có gì thông cảm cho Tiến. Tiến rất là cảm ơn. Thôi chào chú Phanh. Thôi Tiến cũng kết thúc video ở đây, chào tất cả cô chú anh chị em. Anh em.